Chào quý vị và các bạn, chào các em. Như chúng ta đã biết, sữa chua có giá trị dinh dưỡng cao. Trong sữa chua có chứa protein, glucid, lipid, chất khoáng và vitamin. Cái quý của sữa chua ở đây là ngoài giá trị về mặt dinh dưỡng thì sữa chua còn có giá trị chữa bệnh tốt, nhất là các bệnh về đường ruột. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cũng như các em một quy trình chế biến sữa chua cực kỳ đơn giản tại nhà. Để chế biến sữa chua tại nhà bằng phương pháp đơn giản như tôi sẽ giới thiệu sau đây thì quý vị và các bạn cần lưu ý là chúng ta sẽ phải chuẩn bị về mặt nguyên liệu gồm có nước đun sôi để nguội, nước đun sôi, các cái cốc hay cái lọ để chúng ta để sữa chua. Sữa chua làm men mồi 1 hộp. Sữa đặc 1 hộp. Dụng cụ để chúng ta tiến hành pha sữa và dụng cụ để chúng ta tiến hành ủ sữa. Sau đây tôi sẽ nói về quy trình. Về quy trình thì chúng ta tiến hành theo 5 bước. Bước 1, mở hộp sữa đặc. Sau đó chúng ta đổ vào dụng cụ để chúng ta hòa sữa. Chúng ta sẽ hòa thêm 3 đến 4 lon nước. Trong đó thì có 1 phần 2 là nước sôi và 1 phần 2 là nước đun sôi để nguội. Tức là một nửa là nước sôi và một nửa là nước đun sôi để nguội. Chúng ta có thể dùng ngay cái lon đựng sữa đặc ban nãy để chúng ta cho vào. Ở đây thì tôi sẽ tiến hành là cho 2 lon nước đun sôi và 2 lon nước đun sôi để nguội cho vào sữa. Sau khi cho vào xong như vậy rồi thì chúng ta khuấy đều lên. Khuấy đều cho đến khi mà chúng ta thấy là cái dung dịch sữa này nó ở nhiệt độ, ở đây là khoảng 40 đến 50 độ C là tốt nhất. Tức là chúng ta sẽ thấy là cái dung dịch sữa này nó ấm ấm là được. Và các bạn lưu ý là chúng ta phải sau khi mà chúng ta khuấy xong thì chúng ta nên hút bọt. Chúng ta nên hút bọt. Đấy là bước số 2. Đến bước số 3 chúng ta sẽ hòa đều hộp đựng sữa chua mồi vào dung dịch sữa đã pha. Đây là sữa chua mồi. Chúng ta sẽ hòa vào dung dịch sữa đã pha. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành khuấy lên. Khi chúng ta đổ sữa thì chúng ta sẽ đổ làm sao để còn chừa lại một khoảng ở phía trên. Sau khi vào vớt xong như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành dùng nắp để chúng ta nắp kín lại. Thank you.
ta đã đắp xong. Thì sau khi mà đắp xong như vậy rồi thì bây giờ đến bước tiếp theo, bước số 5, bước cuối cùng, đó là chúng ta sẽ tiến hành ủ ấm. Hoặc là chúng ta sẽ phơi nắng, thì ở đây tôi sẽ tiến hành là ủ ấm. Thì chúng ta sẽ xếp toàn bộ các cái lọ sữa chua mà chúng ta đã chuẩn bị xong vào trong cái thùng xốp này. Đây thì tôi sẽ tiến hành vào xếp vào trong thùng xốp. Sau khi mà xếp xong như vậy rồi, chúng ta sẽ đậy nắp kín lại và chúng ta sẽ tiến hành ủ trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 giờ. Sữa chua đông lại có vị chua dịu là được, và chúng ta sẽ giữ sữa chua ở trong tủ lạnh. Đấy. Thì sản phẩm thu được đây đó là một cái khối đồng nhất. Đây là cái hộp sữa chua mà tôi đã tiến hành làm theo phương pháp này. Đây. Các bạn có thể thấy là một cái khối đồng nhất. Đấy, không chảy nước, vị chua dịu và nó có cái mùi thơm đặc trưng. Thế còn bây giờ khi mà sử dụng sữa chua này, chúng ta ăn thì chúng ta sẽ ăn như thế nào? Thì ở đây tôi đã chuẩn bị, đó là xoài tôi cắt thành các miếng như này. Đấy. Và tôi sẽ đổ sữa chua tôi chuẩn bị vào bên trong. Đây các bạn thấy là sữa chua tôi làm theo quy trình này nó rất là sánh mịn. Đây, rất là sánh mịn. Sau đó thì chúng ta có thể thêm một chút dừa khô. Đấy, thêm một chút dừa khô vào đây. Đây, chúng ta đã được một cốc sữa chua xoài, các bạn rất là ngon. Đấy. Thế thì quý vị các bạn lưu ý là chúng ta chỉ nên ăn sữa chua sau khi mà chúng ta ăn cơm xong, có nghĩa là sau bữa ăn đấy. Bởi vì là nếu như chúng ta ăn vào cái thời điểm sau bữa ăn đấy thì các cái vi khuẩn có lợi ở bên trong sữa chua này nó có một môi trường hoạt động thuận lợi, do đó mà nó phát huy được tác dụng của nó. Trên đây là toàn bộ quy trình làm sữa chua bằng phương pháp cực kỳ đơn giản ở nhà. Chúc quý vị và các bạn thành công.